Anh khánh ủa ủa ừ hả ủa sao anh không đi ăn cơm chưa với tụi em ờ anh còn đang đọc nè còn có con chương nữa nè em thấy không trời cái này còn có một đoạn nữa hết chưa rồi trời ơi ờ, anh, anh say xưa quá ủa mà anh đọc sách gì vậy ờ anh đọc sách là hả à, chiến thắng bản thân ồ Ờ sách này hay quá ha ủa nhưng mà anh đọc để anh lấy chi thức cho nhân loại hả? đâu có đâu anh đọc để hả anh uh, uh, biết được cái trí thức để ví dụ như là dựa vào mấy cái này nè mình tìm được cái điểm mạnh của khách hàng để hả mình có giải mình tư vấn cho người ta được đó cái đó là mình dùng cái trí thức của mình để hả mình là lấy được cái uh, lòng tin của khách hàng đâu anh đang đọc sách này là anh lấy tri thức cho anh đâu trí thức tri thức đó anh ơi trí thức tại vì cái này là anh đọc để anh đúc kết là cái trí thức, cho anh mà đâu em nghe người ta nói là đọc sách là lấy tri thức chứ ai đọc sách lấy tri thức trí thức anh ủa gì hả ừ chắc nhưng, nhưng anh lộn rồi nhưng mà anh không tin đâu thôi cái người cho anh cuốn sách này nè giờ mình đi gặp người đó đi dạ thế nào người đó cũng sẽ trả lời được cho mình hỏi này dạ rồi ok các bạn thân mến theo các bạn từ nào là đúng tri thức hay trí thức thứ nhất tri thức tri thức là danh từ Tri thức là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Thí dụ, tri thức khoa học, nắm vững tri thức chuyên môn. Đó, anh Thắng thấy chưa? Những người mà người ta viết lên cuốn sách này cho anh này là người ta tổng hợp những cái tri thức của người ta vào đây. Ờ, còn anh đọc cái này để anh đúc kết được cái tri, tri thức cho anh đúng không? đâu em không biết nữa, nhưng mà em chỉ biết là người ta hay nói là tri thức Chứ ta đâu gọi là trí thức đâu ăn thôi nên mình đi hỏi tiếp đi uh, đi hỏi tiếp chứ để uh, cứ mập mờ mập mờ gì phí thời gian quá à ok dạ. <laughs> thứ hai trí thức trí thức cũng là danh từ trí thức là người chuyên lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình. Thí dụ, tầng lớp trí thức, một trí thức yêu nước. Như vậy, tri thức và trí thức là hai từ hoàn toàn khác nhau. Tùy theo ngữ cảnh mà ta dùng tri thức hay trí thức. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ vãng cảnh hay vãn cảnh. Mến chào tạm biệt các bạn. Nè, ở em thấy chưa? Anh á là theo anh là anh nghĩ đúng rồi, tại vì á là anh đọc mấy cái này để anh gom ra cái trí thức. À, cái thứ nhất á là anh phục vụ cho cái đời sống của anh cái thứ hai á là hả anh phục vụ cho công việc uh, trí óc của anh nữa à. là để cho anh tư vấn được khách hàng để người ta có thể đạt được cái cảm xúc um, hài lòng nhất dạ. ừ. mà em thích cuốn sách nào ủa em thích chứ anh ừ. ở nhà anh có mấy cuốn nữa ừ hôm nào xem ừ. em ừ. nha tí xíu nữa đi tí xíu nữa chiều em đi làm về á ghé qua nhà anh thích cuốn nào anh chơi cuốn <laughs> đó ừ. ừ nhớ nha mà hồi để chiều nay đi thôi để chiều nay đi còn ừ. bây giờ đi ăn cơm với em ờ đúng rồi thôi thôi đi ăn cơm đi tí dạ. nữa vô đó, sao dạ ok đi anh